Vậy là iPhone 16 series đã chính thức được mở bán được một vài hôm rồi. Và trong sự kiện và sau sự kiện các bạn đã xem thì có vẻ như là iPhone 16 năm nay sẽ không có quá nhiều điểm để thu hút. Nhưng nếu như các bạn là một người vẫn quan tâm đến iPhone thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Liệu rằng các bạn có nên nâng cấp lên 16 series năm nay hay không thì hãy cùng mình phân tích, tìm hiểu trong video này trước khi đưa ra quyết định nhé. Mình là Trường, đây là Mark One. Bắt đầu thôi. Để nói rằng iPhone năm nay quá ít thay đổi và không có gì để đáng nâng cấp thì cũng không đúng. Nếu như chúng ta nhìn lại về những lần ra mắt trước của những chiếc iPhone đời trước đây thì sẽ có những cái nâng cấp mà nó cũng không hề nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ kể ra nhá. Với iPhone 12 Pro Max lên iPhone 13 Pro Max, màn hình 120Hz là cái điểm nổi bật nhiều nhất, cùng với phần notch nhỏ hơn nhưng cũng khá là khó để nhận ra. 13 Pro Max lên 14 Pro Max thì chúng ta thay cái phần notch thành Dynamic Island mà thôi. 14 Pro Max lên 15 Pro Max thì thay đổi chất liệu Titan giúp cho nhẹ hơn, có thêm cổng Type-C và thêm nút Action Button thì nó cũng khá là bình thường. Còn và bây giờ cuối cùng, từ iPhone 15 Pro Max lên 16 Pro Max thì thêm cái nút cảm ứng. Đó là những sự nâng cấp nổi bật nhá, còn các phần khác thì mình chưa nói đến. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng mỗi năm ra mắt thì đều có những cái nâng cấp nó rất là nhỏ giọt thôi. Không phải là năm nay 16 Pro Max mới như thế mà các đời trước cũng đã như vậy rồi. Tuy nhiên nếu như để nhìn vào những sự nâng cấp thì những bản iPhone đời trước nâng cấp, nếu như nó không phải là một cái gì đấy quá dễ nhận diện thì chí ít nó cũng là một cái cực kỳ hữu dụng cho người dùng. Ví dụ như là màn 120Hz này, hoặc là cổng Type-C này, hay là Dynamic Island thì là cái nó dễ nhận ra rồi nhá. Đó, những cái đấy thì không chỉ là để nhận diện mà chúng ta có thể là sử dụng một cách trực quan, hữu ích luôn. Còn nếu như các bạn có thêm một cái nút chụp ảnh Camera Control ở trên iPhone 16 Pro Max thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ di ở trên này á. Thực ra thì chúng ta bấm ở trên màn hình hoặc là chúng ta tùy chỉnh khẩu độ ở trên chính màn hình thôi, nó cũng rất là ok rồi, không nhất thiết phải có thêm cái nút này. Nên là gần như là cái sự nâng cấp thêm cái nút Camera Control này nó khá là thừa thãi và chúng ta không hề bị thu hút bởi điểm này. Bên cạnh đó, ngoài việc nâng cấp phần cứng và thay đổi các cái tiện ích ra thì iPhone cũng có một điểm mạnh trong mỗi năm ra mắt của họ, đó là về màu sắc. Thì trước đây chúng ta có những cái màu như là màu xanh nước lã ở trên bản 13 Pro Max này, màu tím mắm tôm ở trên bản 14 Pro Max, hay là màu Titan tự nhiên ở trên bản 15 Pro Max. Thì những cái màu này nó rất là nổi bật và thay đổi rất là đẹp. Nhưng hãy nhìn với cả cái màu mới của iPhone 16 Pro năm nay đi. Nó là màu Titan sa mạc, một cái màu mà nghe tên thì mới, nhưng nếu mà nhìn từ các reviewer đã lên video cho các bạn xem thì màu này nó chả khác gì màu của 11 Pro Max cả. Nên là nó khá là nhạt nhòa trong việc màu sắc, mà ngay kể cả iPhone 16 đi. Ngày trước chúng ta có một cái màu hồng pastel rất là nổi bật và hợp với cả nữ cả nam luôn. Nhưng bây giờ có thể là do cái phong cách năm nay ra mắt màu sắc của iPhone nó khác đi một chút, nhưng không thể chấp nhận được với cái màu hồng này. Họ làm rất tốt với màu xanh, màu tím, nhưng màu hồng thì không. Đó, đây cũng là một cái điểm trừ mà rất nhiều người nói đến về màu sắc. Thế cho nên là iPhone năm nay nó rất là mờ nhạt. Nếu như các bạn đã xem đến phần này của video thì chắc hẳn các bạn vẫn còn quan tâm đến iPhone. Mà nếu như các bạn chưa kịp đặt iPhone ở những đợt đầu tiên thì không sao cả. Ở Mark One bây giờ chúng mình đã chính thức nhận đặt những chiếc iPhone, kể cả 16, 16 Pro hay 16 Pro Max, chúng mình đều có sẵn luôn. Và các bạn có thể đặt trước và sẽ có hàng sớm nhất có thể nhá. Và để chi tiết hơn về phần order cũng như là lựa chọn sản phẩm thì mình sẽ để link dẫn thẳng đến Mark One ở phía bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện xem, tham khảo và có thể chốt ngay một chiếc máy cho mình. Rồi, thì còn gì để hy vọng cho iPhone năm nay? Ngoài những sự gièm pha ở trên các trang mạng xã hội cùng với các bài review thì iPhone 16 series năm nay vẫn có những cái điểm mạnh riêng và thật sự cái này mà mình thấy nó vẫn có thể chấp nhận được để các bạn có thể lên đời nhá. Rõ ràng sự bão hòa của iPhone cũng như là thị trường điện thoại nói chung nó đều đang được xảy ra rất nhiều ở trên các hãng. Tiêu biểu là một đối thủ cạnh tranh của Apple đó là Samsung. Thì ngày trước họ rất nổi bật với việc là mỗi năm ra một thiết kế mới rất là nổi bật, rất là phá cách. Nhưng hãy nhìn vào S22 Ultra, 23 Ultra và 24 Ultra, gần như nó không có điểm gì khác nhau quá nhiều và quá nổi bật. Nên cái việc mà bão hỏa trên thị trường này không chỉ riêng iPhone đâu, mà kể cả các hãng khác cũng như vậy thôi. À, các bạn đã nói đến chiếc Huawei G3 đúng không? Đổi mới sáng tạo đúng không? Nhưng hãy nhìn vào mức giá này đi. 70 đến 90 triệu đồng cho một chiếc điện thoại thì gần như nó không phải để phổ cập rất là nhiều trên thị trường, và không phải ai cũng muốn lựa chọn sản phẩm mà có một mức giá cao là như vậy cho một chiếc điện thoại. Vì vậy nên là nếu mà chúng ta xét ở mặt bằng chung ở trên thị trường thì hiện tại cái việc bão hòa của điện thoại là một điều bình thường mà chúng ta nên dần chấp nhận. Và nếu như đã bão hòa về mặt ngoại hình giao diện như vậy rồi thì ít nhất chúng ta cũng phải có cái sự nâng cấp gì đấy đúng không? Đó là về trải nghiệm của người dùng. Với khối lượng thông tin càng ngày càng nhiều thì việc nâng cấp màn hình lên 0.2 inch nữa là một điều hiển nhiên mà các bạn hoàn toàn có thể kỳ vọng. Lấy ví dụ như mình sử dụng một chiếc MacBook Air M1 và MacBook Air M2. Hai chiếc máy này chỉ có chênh nhau 0.3 inch thôi nhưng cảm giác về diện tích hiển thị đã khá là khác nhau rồi. Vì vậy nên nếu như bạn là một người thường xuyên làm việc ở trên điện thoại và cần một cái không gian làm việc lớn thì việc mà chúng ta nâng cấp lên bản 16 Pro hoặc là 16 Pro Max để có thêm 0.2 inch nữa cũng là một điều mà chúng ta có thể chấp nhận được.
Nói đến công việc và để xử lý công việc thì là Apple Intelligence năm nay cũng là một vũ khí mà Apple nói đến rất nhiều trong sự kiện của họ. Lần này thì rất bất ngờ là đã có một thông tin rằng Apple Intelligence sẽ có hỗ trợ cả tiếng Việt luôn. Tuy nhiên là phải vào năm 2025 cơ. Những điểm này cũng là một điểm rất đáng khen rồi, bởi vì ngày trước Siri của chúng ta từ những cái thế hệ đầu tiên cho đến tận thời điểm bây giờ nó vẫn không có tiếng Việt. Nên là thành ra người dùng ở Việt Nam rất là thờ ơ với Siri, mặc dù có đấy, hay đấy, nhưng mà cũng rất ít người dùng. Nhưng đến thời điểm này có Apple Intelligence có cả tiếng Việt nữa thì khả năng để các bạn có thể lên đời để có một con AI hỗ trợ cho các bạn trong công việc cũng là một điểm rất là tốt. Mình là một người có dùng AI trong công việc của mình, trong việc học tập này, làm việc này, có xử lý AI nên mình đã biết chắc chắn rằng AI nó rất là tiện. Mặc dù nó không thể thay thế hoàn toàn cho công việc đâu, nhưng có một người bạn đồng hành để có thể là tạo thêm những cái ý tưởng mới hoặc là sắp xếp công việc, nó cũng là một cái rất là hay. Và mình rất kỳ vọng vào Apple Intelligence lần này. Trước đây thì mình đã có một cái video làm về Apple Intelligence ở trên MacBook, thì nhìn thấy rằng là nó vẫn chưa phải là quá hoàn thiện, nó vẫn có một vài điểm mà cần phải khắc phục. Tuy nhiên thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng những cái bản vá tiếp theo của iOS hay là những bản vá của macOS thì sẽ làm cải thiện hơn về cái khả năng xử lý của AI ở trên Apple Intelligence nhá. Và còn một vấn đề nữa mà có thể các bạn chưa quên, đó là vấn đề trắng màn, xanh màn ở trên iPhone, đặc biệt là những chiếc iPhone có màn hình 120Hz. Tiêu biểu nhất là những chiếc iPhone 13 Pro, 13 Pro Max thì hiện tượng là xảy ra rất nhiều luôn. Và nếu như các bạn vẫn đang sử dụng những chiếc máy này và nơm nớp trong lo sợ thì đây chính là thời điểm thích hợp để các bạn có thể lên một chiếc iPhone mới vẫn có màn 120Hz. Và lưu ý nhá, đây đã là đời thứ tư mà Apple làm chiếc màn hình này rồi, nên thành ra việc gia công hay là chất lượng của màn hình nó cũng đã tốt lên rất nhiều. Thành ra tỷ lệ lỗi của nó cũng sẽ thấp đi hơn so với cả những đời iPhone trước. Mà không chỉ dừng lại ở iPhone 13 Pro hay 13 Pro Max đâu, mà những bạn nào đã dùng iPhone cũ hơn đời trước cũng có thể nâng cấp lên đời đi. Đã rất lâu rồi các bạn không lên đời một chiếc iPhone, mà bây giờ khoảng thời gian đó đã là một thời gian đủ nhiều để các bạn có thể có được những cái tính năng mới này, có những cái cập nhật mới ở trên điện thoại của mình. Kể cả nó là 16 thường thôi, nó cũng đã có rất nhiều thay đổi rồi. Vì vậy, đây cũng là một thời điểm thích hợp cho bạn nào mà đã lâu lâu rồi mà mình không đổi máy. Ok, vậy thì bây giờ iPhone 16 series bản nào thì sẽ đáng mua trong 4 chiếc điện thoại của chúng ta trong năm nay? Thì mình sẽ có 2 chiếc mà đáng mua nhất. Đó là 2 chiếc ở giữa luôn. Đó là 16 Plus và 16 Pro. Đầu tiên mình sẽ nói đến 16 Plus. 16 Plus thực ra là một cái chiếc máy nó là một màn hình to, nó chỉ là màn hình to hơn của bản 16 thường thôi. Tuy nhiên khi mà mình có một cái nâng cấp lên và mức giá chênh lệch không quá nhiều thì có một chiếc màn hình 6.7 inch cũng là một chiếc màn hình tiêu chuẩn rồi, sử dụng nó rất là thoải mái và cái công nghệ của nó là vừa đủ để cho những bạn nào mà thích có những cái trải nghiệm nó vừa phải thôi, những công việc hàng ngày thì có thể sử dụng chiếc máy này một cách tốt nhất. Còn tại sao lại là 16 Pro mà không phải là 16 Pro Max? Năm nay thì cái bản nâng cấp về kích cỡ màn hình nó nằm ở trên hai bản máy này thôi. Và một chiếc là 6.3 inch, một chiếc là 6.9 inch. Nhưng mình lại ưu tiên 16 Pro, bởi vì đối với mình, cảm giác của một chiếc màn hình 6.3 inch nó là vừa đủ. Thật ra tại vì là mình đã dùng 13 thường một chiếc màn hình 6.1 inch, nên là dùng với 6.3 inch nó rất là thoải mái. Tuy nhiên, khi mà các bạn lên màn hình 6.9 inch ấy, nó rất là to. Mình thì chưa được cầm trên tay chính thức 16 Pro Max, nhưng ngày trước mình đã dùng một chiếc máy Android cũng có màn hình 6.9 inch và nó rất là to, trong khi cái màn hình nó chỉ là to theo chiều dọc thôi nhé, chiều ngang nó chưa phải gì đâu. Nhưng iPhone thường nó sẽ làm theo chiều ngang nó to ra nữa, thành ra là 6.9 inch ở iPhone 16 Pro Max nó sẽ rất là to đấy. Cầm 6.3 inch là ok rồi, và mình nghĩ là công nghệ đầy đủ ở trên 16 Pro cũng là cái thu hút của người dùng năm nay. Cũng đã đến kết video rồi thì hãy tổng hợp lại xem những ai nên mua iPhone vào đợt lần này nhá. Những ai fan đích thực này, những người nào mà cuồng iPhone thì chắc chắn là họ đã đặt ở những đợt đầu tiên rồi. Tiếp theo là những ai mà lâu lâu rồi chúng ta chưa nâng cấp thì hãy nâng cấp ngay đi. Máy của các bạn có thể đã xuống cấp rồi, hoặc đơn giản là các bạn đã rất lâu không có thể cập nhật được các cái công nghệ mới ở trên những chiếc iPhone mới thì đây là thời điểm thích hợp để các bạn có thể lên. Cùng với đó nữa, ai mà có những công việc mà cần phải có hiệu suất cao này, cần những cái màn hình lớn hơn và muốn có những cái hiệu suất tốt nhất để có thể làm việc thì chiếc iPhone lần này cũng rất là xứng đáng nhá. Còn nếu như bạn chưa đặt được một chiếc iPhone nào từ đợt đầu thì ở Mac One đang nhận đặt rồi, và mình sẽ để đường link bên dưới phần mô tả để cho các bạn có thể click vào và đặt ngay hàng ở Mac One nhá. Chúng mình sẽ có giao hàng từ ngày 27 tháng 9 tới đây cho những bạn đặt iPhone sớm nhất. Ok, đây là kết của video. Xin chào và hẹn gặp lại.